Truyện Quan Âm Chi Ngoại, giọng đọc Ngọc Hiếu, đang được phát trên kênh YouTube Trại Cá Bảy Màu Fish Center vào lúc 18, 19, 20, 21 giờ mỗi ngày. Cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe. Tập 30, chương 250. Vạn kiếp bất phục. Sắc mặt lão tổ Kim Cương Tông đại biến, rút lui thân thể ra rất xa, nhưng vẫn bị ảnh hưởng đến, khóe miệng lần nữa tràn ra máu tươi, thương thế trong cơ thể lại tăng thêm, đồng thời cánh tay trái không để ý lại bị Hứa Thanh điều khiển cái bóng túm lấy. Mặc dù lão cũng miễn cưỡng tránh đi, nhưng toàn bộ cánh tay trái cũng đã biến thành màu xanh đen, dị chất nồng đậm đến tột cùng, còn có một que sắt màu đen gào thét phóng đến, trực tiếp xuyên thấu từ vai phải xuyên qua. Ngoại trừ những thứ này, cái làm cho đáy lòng của lão giờ phút này rung động bất ổn nhất là chính lão phát hiện ra khí huyết của mình trở nên bất ổn, trong cơ thể hiện ra dấu hiệu trúng độc. Điều này khiến cho sắc mặt lão tổ Kim Cương Tông ầm ầm đến mức cực hạn, nhanh chóng lấy ra đan dược nuốt vào, thân thể lập tức rút lui, kéo xa khoảng cách. Nhưng khi ánh mắt nhìn vào toàn bộ Kim Cương Tông, giờ phút này đã hoàn toàn tái diệt. Lão lại gắt gao nhìn chằm chằm vào thân thể Hứa Thanh đang hạ xuống, lộ ra sát ý mãnh liệt. Hỏa hải kinh của ngọn núi thứ bảy Thất Huyết Đồng, khi hình thành linh hải có thể bạo phát một lần duy nhất, đích xác là có thể rung chuyển trúc cơ, nhưng người cũng chỉ có lần này, tiếp đến người nhất định phải chết. Hứa Thanh hô hấp dồn dập, ngoài thân thể lập lòe lớp phòng hộ của phù bảo, nhưng vẫn phun ra một ngụm máu lớn như trước. Nhưng bên trong thần sắc của hắn không có ngoài ý muốn. Trước khi tới, hắn cũng đã rất rõ ràng sự cường hãn của tu sĩ trúc cơ, nhưng hắn cảm thấy mình vẫn có thể giết. Cho nên hắn vừa ra tay chính là dùng sát chiêu mạnh nhất, vô luận là thiên đao hay là cái bóng, hay là hư ảnh của bạc, thậm chí linh hải trong cơ thể còn chưa từng được hắn phân tán ra thành nhiều loại pháp thuật, mà chỉ đơn giản thô bạo bạo phát nó ra ngoài. Nhất là độc, trừ khi ra tay đến bây giờ thì hắn đã dùng tổng cộng hơn 73 loại độc. Mà giờ khắc này tất cả đều không nhất quán cùng với phán đoán của hắn. Vì vậy, ngay khi sắc mặt lão tổ Kim Cương Tông âm lãnh, Hứa Thanh cũng chớp mắt giơ tay phải lên, hung hăng cách không vung một trảo hướng trên phía bầu trời ngược lại phía Kim Cương Tông. Dưới một trảo này, ánh mắt lão tổ Kim Cương Tông chợt co rút lại. Trong nháy mắt, vô số bông tuyết chung quanh lão bỗng nhiên cải biến, quỷ tích bay xuống, nhào nhào hóa thành giọt nước. Đưa mắt nhìn đi, phạm vi của những giọt nước này trọn vẹn đạt đến trình độ 100 trượng. Ngươi làm sao còn có linh năng? Lão tổ Kim Cương Tông hoảng sợ mà hô lên nghẹn ngào. Nháy mắt, những giọt mưa trong phạm vi 100 trượng nhanh chóng dung hợp lại, trực tiếp hóa thành một cái đại thủ, hung hăng trảo về phía lão tổ Kim Cương Tông. Trong tiếng nổ vang, lão tổ Kim Cương Tông lại phun máu tươi ra, thân thể bỗng nhiên rút lui, trong lòng như có sóng lớn cuộn trào. Đại thủ do nước mưa trong 100 trượng hình thành lại cải biến hình thái, thình lình hiển hóa thành bộ dạng xà cảnh long. Đây chính là long kình biển cấm của Hứa Thanh. Giờ phút này nó ngửa mặt lên trời gào thét, khí tức long kình biển cấm cuồng bạo, hùng hăng cắn xé lao tới phía lão tổ Kim Cương Tông. Sắc mặt lão tổ Kim Cương Tông hoàn toàn đại biến, nghẹn ngào mở miệng. Long kình biển cấm! Lão cũng có một chút hiểu biết về Thất Huyết Đồng, biết rõ hóa hải kinh của ngọn núi thứ bảy trên Thất Huyết Đồng, cũng biết một vài hạng người kiệt xuất sau khi tu luyện hóa hải kinh đến tầng thứ 8 sẽ có thể hình thành long kình biển cấm. Mà long kình chẳng khác gì là thân hình chứa đựng linh năng thứ hai của đối phương vậy, nhưng người như vậy không nhiều lắm. Mà lão cũng đã từng gặp qua long kình biển cấm, nhưng giờ phút này long kình biển cấm mà Hứa Thanh thể hiện ra mặc dù có khí tức tương tự, nhưng vô luận là hình dáng hay là lực lượng biển cấm ẩn chứa trong đó đều cho lão cảm giác hoàn toàn khác biệt. Thần sắc lão tổ Kim Cương Tông đã đại biến, thân thể lần nữa rút lui, lão không muốn đánh nữa. Bây giờ dị chất trong cơ thể lão rất nồng đậm, độc lão trúng hình như cũng không cách nào lập tức hóa giải, và lại giống như càng ngày càng kịch liệt hơn, khiến cho lục phủ ngũ tạng của lão thường xuyên đau đớn, máu tươi phun ra cũng mang theo màu đen và mùi tanh hôi, giống như nội tạng đang bị ăn mòn hòa tan. Nếu ta có thể mở ra huyền diệu thái, lão tổ Kim Cương Tông gầm nhẹ trong lòng, mang theo nỗi không cam lòng cùng sự bất đắc dĩ, mà cái bóng quỷ dị ẩn nấp ở bốn phía càng làm cho lão hải hùng khiếp vía. Hơi đại biến một chút, không để ý sẽ lại chạm tới, sau khi bị chạm sẽ lần nữa gia tăng dị chất. Nhất là chiến lực cường hãn của long kình biển cấm lại phối hợp thêm lực lượng luyện thể của Hứa Thanh, lão tổ Kim Cương Tông bỗng có cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt.
Ta là tín đồ của Ly Đồ giáo. Ta... Trong khi lui ra phía sau, lão tổ Kim Cương Tông ngoài mạnh trong yếu mà gầm nhẹ, nhưng không đợi lời của lão nói xong. Phi hành phù trên người Hứa Thanh lập lè, hắn lại từ mặt đất bay lên, bình tĩnh mở miệng. Không sai biệt lắm. Đây là câu nói đầu tiên của hắn từ khi giao chiến đến giờ. Không đợi lão tổ Kim Cương Tông có phản bác từ ý nghĩa của những lời này, ánh mắt Hứa Thanh lạnh như băng. Vung tay lên, lập tức pháp trù của hắn nổ vang hiện ra. Thân thuyền hơn 10 trượng, bề ngoài dữ tợn giống như ngạc quy huyền vũ, còn có cánh buồm giống như đôi cánh đang dang ra, khiến cho pháp chu bỗng xuất hiện giữa không trung, lộ vẻ hung tàn và sát cơ không cách nào hình dung được, như một con hung thú từ thời viễn cổ bỗng nhiên tái hiện nhân gian. Nhất là khi kim quang lóng lánh trên thân thuyền đang nhanh chóng hội tụ để nắm gai sắt ở trên mũi tàu, một cổ cảm giác thần thánh lại đang bạo phát từ trên nơi này ra ngoài, khóa chặt vào lão tổ Kim Cương Tông. Cái cảm giác thần thánh này giống như là đối mặt với thần linh vậy, khiến cho toàn bộ gió tuyết ở bốn phía dường như lập tức tiêu tán đi hết. Uy áp kinh người ầm ầm phủ xuống, mà Hứa Thanh đứng trên pháp chu tựa như thần linh nắm quyền giết chóc, lạnh lùng nhìn lão tổ Kim Cương Tông, giơ tay phải lên. Theo tay hắn giơ lên, thần tính ngày càng hội tụ mãnh liệt hơn. Hiển nhiên, chỉ cần hắn thả tay xuống một cái, thần tính sẽ lập tức bộc phát một kích. Một kích thần tính, đây là một chiêu mạnh nhất của chiếc pháp chu này. Vốn dĩ Hứa Thanh dự định vừa đến liền tận dụng một kích này luôn, nhưng hắn lo một kích này không thể nhất kích tất sát được một tu sĩ trúc cơ toàn thịnh không bị tổn thương, cho nên hắn mới đích thân ra tay, sau đó chờ đợi đến bây giờ, rốt cuộc cảm thấy thời cơ đã đủ mới đưa nó ra. Vì đảm bảo nhất kích tất sát mà giờ khắc này sắc mặt của lão tổ Kim Cương Tông cũng trở nên trắng bệch một cách trước đó chưa từng có, da đầu gần như muốn nổ tung, trong mắt cũng mãnh liệt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi, la thất thanh một tiếng thần tính. Trong cơn hoảng sợ, nội tâm của lão tổ Kim Cương Tông trở nên đắng chát và quay cuồng, rồi hóa thành kinh hoàng. Nguy cơ sinh tử trong một cái chớp mắt đã mãnh liệt đến vô hạn. Toàn thân mỗi một chỗ máu thịt trên người lão tựa hồ cũng không đang ngừng run rẩy gào thét dưới lực lượng thần tính, không ngừng nhắc nhở lão rằng tử vong đang đến. Trốn không thoát, nếu là trạng thái của ta lúc trước, có lẽ còn có cơ hội. Bây giờ... Lão tổ Kim Cương Tông tuyệt vọng, lão lần nữa nhìn Hứa Thanh đứng trên pháp chu, lần nữa nhớ tới nội dung trong những cuốn sách cổ mà mình xem qua kia. Vì vậy, vội vàng hô to. Đạo hữu, chờ một chút, hãy nghe ta nói. Ta nguyện làm nô, ta nguyện làm cả đời làm nô, từ nay ngươi sẽ là chủ nhân của ta. Ta... Thần sắc Hứa Thanh lạnh lùng, không thèm để ý tới, hắn không có sở thích nhận nô bọc. Tâm ý đã quyết, tay phải bỗng nhiên hạ xuống. Chương 251: Tìm được đường sống trong chỗ chết. Hứa Thanh không có thói quen nghe di ngôn của người khác, cũng không có ý nghĩ nhận nô, dẫu sao nhân tâm khó dò, thay vì lo lắng tương lai bị lão cắn trả, còn bằng trực tiếp tiêu diệt cho dứt khoát. Đối với địch nhân, ý nghĩ từ đầu đến cuối của hắn chỉ có một cái, chính là địch nhân chết đi mới là an toàn nhất, mà giết chết càng nhanh thì càng an toàn. Nhất là bây giờ hắn đang ở Hồng Nguyên là lẫm, mặc dù hắn đã tìm phục ở nơi đây một tháng, đã quan sát cực kỳ cẩn thận, biết rõ nơi đây bởi vì quá mức cằn cỗi, hơn nữa hoàn cảnh lại ác liệt, cho nên dù là bản thân của Ly Đồ giáo cũng chỉ thỉnh thoảng mới đi qua để phát triển tín đồ. Đồng thời, những doanh địa thập hoang giả ở gần đây đều nằm ngoài trăm dặm. Điều này khiến cho cuộc chiến của Hứa Thanh và Kim Cương Tông đều bị che phủ trong màn gió tuyết cực lớn, đại khái là không có khả năng bị người khác nhìn thấy. Vả lại, toàn bộ hành trình hắn đều dùng bộ dạng mà phù bảo hiển hóa ra, mà khi pháp chu của hắn đặt trong tông môn cũng hầu như mở ra lớp ngụy trang, cho nên người thấy qua pháp chu chân chính của hắn chỉ có Trương Tam. Làm được những thứ này đã là cực hạn mà Hứa Thanh có thể làm được trong thời gian ngắn nhất. Mặc dù không hoàn mỹ, còn có những khuyết điểm nhỏ nhặt, nhưng Hứa Thanh rõ ràng nguyên nhân chuyến này của mình có thể thuận lợi như vậy là do lão tổ Kim Cương Tông dự đoán sai lầm thời gian mình đánh tới nơi này, cũng đánh giá thấp tốc độ phát triển của mình. Và càng trọng yếu hơn chính là vô luận như thế nào đối phương cũng không có cách nào nghĩ đến mình có được một kích thần tính có thể uy hiếp nghiêm trọng đến tu sĩ trúc cơ. Dẫu sao, tồn tại thần thánh vốn là hãn hữu, có giá trị rất kinh người. Để chế tạo ra chiếc pháp chu này, Hứa Thanh không chỉ hao phí gia hải tích thần tính, còn hao tốn hơn vạn linh thạch. Chuẩn bị như thế, làm sao có thể gặp bất lợi cơ chứ?
Giờ phút này gió tuyết gào thét, cái lạnh quét khắp bát phương. Lực lượng thần tính đến từ Pháp Chu trong một cái chớp mắt hội tụ đến cực hạn. Theo tay phải Hứa Thanh hạ xuống, gai sắt phía trước Pháp Chu lập tức hiện ra kim quang, phát ra ánh sáng chói mắt. Từ mặt đất nhìn lên trời, mặc dù có thể thấy những bông tuyết như lông ngỗng vẫn giống như là nắp chậu hạ xuống phía chân trời, nhưng lại không cách nào che đậy được sự thần thánh ẩn chứa trong tia kim quang này. Sự thần thánh kia giống như có thể trấn áp linh hồn, trấn áp chúng sinh, khiến cho nội tâm lão tổ Kim Cương Tông nổ vang, sợ hãi trong ánh mắt hóa thành thực chất, dung nhập vào tâm thần tạo thành khói mù, bao vây toàn bộ thể xác và linh hồn của lão. Mắt thấy chính mình sẽ phải thần hình câu diệt, vẫn lạc khỏi thế gian này. Mắt thấy Hứa Thanh không cho mình chút cơ hội nào để nói chuyện, trong mắt lão tổ Kim Cương Tông lộ ra vẻ quyết đoán, chợt hét lớn một tiếng, làm ra một việc khiến cho Hứa Thanh có nằm mơ cũng không ngờ tới. Vậy mà lão ngay trước khi Hứa Thanh bộc phát ra một kích thần tính đã tự tay ra tay đối với chính mình. Trong nháy mắt tiếp theo, lão tổ Kim Cương Tông nhanh chóng giơ tay phải của mình lên, ở trước mặt Hứa Thanh vỗ một chưởng vào trán của chính mình. Oanh một tiếng, tu vi trúc cơ bộc phát, thậm chí tựa hồ sợ một chưởng này không đập chết được bản thân, tay trái của lão còn đồng thời lấy ra một cây đao chợt đâm vào trái tim trên ngực. Toàn lực mà đâm khiến cho lưỡi đao đâm vào trái tim liền vỡ vụn. Vô số mảnh vỡ sắc bén mang theo pháp lực trúc cơ điên cuồng bộc phát trong cơ thể của lão, mà trán của lão cũng vỡ vụn ngay trong thời khắc này. Trực tiếp tan vỡ, từ cổ trở lên không còn gì cả. Tất cả những điều này đều phát sinh với tốc độ ánh sáng. Trong nháy mắt tiếp theo, thi thể không đầu và ngửa người tàn phế của lão tổ Kim Cương Tông liền từ trên bầu trời trực tiếp rơi xuống. Hứa Thanh trợn mắt thật to, sửng sốt một chút. Dị tộc, giả chết. Hắn nhìn thi thể rơi xuống đất, cảm nhận trên đó không hề có khí tức gì, bộ dạng tàn phá rõ ràng cũng không có bất luận cái sinh cơ gì. Hứa Thanh cũng chưa thấy qua nhân tộc sau khi không còn đầu và thân thể cũng chỉ còn một nửa, lại còn có thể giả chết. Mà đối phương cho cảm giác cũng không phải là một loài dị tộc. Dạng này làm cho Hứa Thanh lần đầu tiên do dự lúc giết người, không biết có còn nên lãng phí thần tính có hạn lại trân quý, tiếp tục bắn về cổ thi thể kia hay không. Dù là từ nhỏ đến lớn, hắn giết chết chóc vô số, nhưng mà thao tác trước vẫn là nhân sinh lần đầu tiên hắn gặp phải. Thế cho nên một kích thần tính trên Pháp Chu giờ phút này cũng có chút lay động, bị hắn khắc chế. Nhưng cho dù là như thế, hắn vẫn phất tay gọi những giọt mưa xuất hiện, lao thẳng đến thi thể tàn phế của lão tổ Kim Cương Tông, lại lập tức đi bổ thêm một đao. Tiếng nổ vang lên, thi thể tàn phế của lão tổ Kim Cương Tông càng thêm tan nát, rơi đầy đất. Mà đúng lúc này, thình lình có một đạo hồn ảnh hư ảo trực tiếp chui ra từ trong thi thể rơi xuống đất. Đạo hồn ảnh này cũng không phải rất rõ ràng, lạnh run ở bên trong gió tuyết, bộ dạng giống như tùy thời có thể tiêu tán vậy. Mà cẩn thận nhìn, nó dù rất mơ hồ nhưng vẫn lộ ra bộ dáng của lão tổ Kim Cương Tông. Chỉ là đạo hồn ảnh này không có bất kỳ vẻ vong hồn nào, ngược lại còn có một chút cảm giác linh động. Cái này rất mâu thuẫn, rõ ràng hồn ảnh mơ hồ, nhưng trong cảm giác của Hứa Thanh, hết lần này tới lần khác lại rất linh động và rất rõ ràng. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, sát cơ trong mắt lập tức hiện ra, hồn ảnh của lão tổ Kim Cương Tông liền chợt nhoáng một cái, tốc độ cực nhanh, lao thẳng đến, que sắt màu đen rơi trên mặt đất ở cách đó không xa. Trong chốc lát, lão giống như là xuyên thẳng qua hư vô vậy. Trực tiếp liền xuất hiện ở bên cạnh que sắt, trong thần sắc mang theo lo lắng, tựa như chạy thi cùng sinh mệnh vậy, sợ mình còn chưa có tới gần que sắt đã bị Hứa Thanh tiêu diệt, vừa tới lập tức chui đầu vào bên trong. Trong nháy mắt, hồn ảnh của lão liền hoàn toàn dung nhập vào bên trong que sắt, mà que sắt màu đen và thời khắc này lại mãnh liệt chấn động, hắc mang ở bên trên càng đậm, một cổ hàn ý mãnh liệt hơn trước đây rất nhiều từ trên que sắt bạo phát ra ngoài. Thậm chí còn mơ hồ có từng trận lưu quang hiện lên ở bốn phía, giống như biến đồ vật phàm trần thành bảo vật. Lần thứ hai, từ khi Hứa Thanh giao chiến đến bây giờ, hắn lại ngây ngẩn cả người. Sau khi hắn bái nhập Thất Huyết Đồng, đã không còn là tán tu kiến thức nửa vời với tu hành như lúc trước nữa. Giờ phút này, hắn nhìn que sắt màu đen của mình, hô hấp bỗng có chút dồn dập. Hắn liếc mắt liền biết que sắt của mình đã xuất hiện biến hóa gì. Đã có khí linh. Trên cái thế giới này, giữa trọng bảo và pháp bảo rất khác nhau, mà trong đó có một thứ khác nhau nhất là trọng bảo không linh, pháp bảo có linh. Đương nhiên, không phải nói sau khi trọng bảo có linh thì chính là pháp bảo, nhưng một khi có đủ khí linh, nó sẽ có khả năng trở thành pháp bảo.
Chương 252: Tìm được đường sống trong chỗ chết. Hứa Thanh trầm mặt, tay phải bỗng nhiên cách không trảo một cái, que sắt màu đen lập tức gào thét bay đến, bị hắn chộp vào trong tay. Hắn lạnh lùng nhìn hồi lâu, tay phải hắn khi thì dùng sức, khi thì buông ra, sau khi kéo dài mấy lần, càng ngày càng trầm mặc. Hắn cảm nhận được cái que sắt màu đen này của mình, đích đích xác xác đã có khí linh, mà cái khí linh này chính là lão tổ Kim Cương Tông. Đối phương không biết đã triển khai thủ đoạn gì, chủ động kết liễu bản thân, rồi lại chủ động chuyển hóa hồn thể trở thành khí linh, sau đó chủ động lựa chọn chui vào bên trong que sắt. Lăn ra đây! Hứa Thanh có chút khó chịu, khẽ quát một tiếng. Que sắt lập tức rung rẩy, hư ảnh lão tổ Kim Cương Tông nổi lên bên trên. Hình biểu cảm Hứa Thanh, thân thể của lão rung lên, vội vàng hiện ra vẻ mặt cười làm lành. Cho hỏi, chủ nhân gọi tiểu nhân có chuyện gì? Lời nói rất thuần thục, trên biểu cảm còn mang theo vẻ định đoạt, không có bất kỳ cảm giác không lưu loát nào, giống như đã từng luyện tập thực hành qua rất lâu rồi vậy. Trên thực tế cũng đúng là như thế, lão tổ Kim Cương Tông cả đời cẩn thận, hành động luôn ổn thỏa, lại ưa thích đọc sách cổ. Ở trong cách nghĩ của người khác thì lão thuộc về loại người có vấn đề về tâm thần, nói gọn là bị điên. Nhưng chính lão lại không cho là như vậy. Lão biết rõ chút tu vi ngay cả huyền diệu thái đều không thể mở ra của mình, ở trong cái loạn thế này cũng không được coi vào đâu cả, mà tông môn lại quá nhỏ. Theo như lời bên trong sách cổ nói, lão và tông môn của mình rất dễ dàng trở thành hòn đá mài dao thứ nhất của người có vận khí lớn. Mà hòn đá mài đao như vậy, lão tổ Kim Cương Tông đã đọc qua vô số minh chứng bên trong sách cổ. Đó là những quyển truyện tiên hiệp huyền huyễn ở Bạch Ngọc Sách, không ngoài dự tính thì đều bị chết rất thảm, không có một người nào còn sống. Vì vậy lão ngoài hoảng sợ cũng lo lắng cho tương lai của mình. Nhưng kêu lão vứt bỏ hết tất cả những thứ này rồi quy ẩn thì lão lại không nỡ bỏ. Vì vậy từ nhiều năm trước, lão vẫn luôn cảm thấy đại khái mình có khả năng sẽ không xui xẻo như vậy. Nhưng vì đề phòng vạn nhất, lúc đó lão vẫn làm chuẩn bị trước, bí mật tu luyện một môn công pháp tàn khuyết mà khi lão còn là thanh niên lấy được ở bên trong một khu di tích. Người bình thường chắc chắn sẽ không đi tu luyện cuốn công pháp tàn khuyết này, bởi vì hiệu dụng của nó chỉ có một, đó là hiến tế bản thân trở thành một tồn tại như khí linh. Và lại khả năng thất bại cực lớn, một khi thất bại chính là hồn phi phách tán. Nhưng mà lão tổ Kim Cương Tông lại cực kỳ coi trọng cuốn công pháp tàn khuyết này, lão cho rằng cái này chính là một cái mạng khác của bản thân, cho nên lão chưa từng gián đoạn tu luyện nó. Mà hình như lão cũng có một chút thiên phú ở phương diện này. Lão cảm thấy tương lai nếu có một ngày như vậy, nếu mình thực sự bị người khác giết chết, như vậy các loại hành vi tự mình hứa hẹn nhận chủ và phát hạ lời thề có lẽ cũng rất khó để người khác tín nhiệm mình. Dù là bị gieo xuống các loại sinh tử phù gì đó cũng rất bất ổn, rất dễ dàng bị người ta coi trở thành pháo hôi, sử dụng xong liền ném đi. Mà ổn thỏa nhất chính là trở thành khí linh trong vũ khí của đối phương. Dù sao, tuyệt đại đa số tu sĩ vẫn cực kỳ để ý tới khí linh ở trong lòng. Cái ý nghĩ này, theo việc lão càng đọc thêm nhiều sách cổ nên càng lúc càng kiên định. Thẳng đến ngày hôm nay, phương pháp tu luyện thành khí linh trong suốt cả đời của lão rốt cuộc đã có đất dụng võ, khiến cho bản thân từ cục diện không thể sống, cứng rắn và may mắn thu được một đường sinh cơ. Giờ phút này, trong khi lão nịnh đọt, đáy lòng Hứa Thanh lại càng lúc càng khó chịu. Lần đầu tiên hắn gặp phải loại tình huống này, có chút do dự, nên giết hay không giết, nhưng khí linh lại quá mức trân quý. Tại sao ngươi lại biến thành khí linh? Hứa Thanh lạnh giọng hỏi. Lão tổ Kim Cương Tông vội vàng hiện ra vẻ mặt nịnh nọt, lớn tiếng mở miệng. Vào nhiều năm trước, ta đã có một giấc mộng. Trong mộng, ta nhìn thấy tương lai của chính mình, đó là gặp được một chủ nhân theo thiên mệnh. Hắn sẽ ôn nhu tẩy lễ cho cái mảnh thế giới hoang vu tàn khốc này. Lúc ấy ta cảm động và thề muốn đi theo hắn. Vì vậy, đã hao phí tài lực mua một phần công pháp tàn khuyết, tu hành để trở thành khí linh. Vì thế, thời thời khắc khắc đều đã chuẩn bị. Nói tiếng người, ánh mắt Hứa Thanh trở nên lạnh hơn, sát ý lập tức bốc lên. Sau khi lão tổ Kim Cương Tông vừa thấy liền run một cái, thầm nghĩ cũng may mình thông minh và lại quyết đoán, vượt lên trước tiểu hài tử có thù tất báo này, chính mình nhanh chóng chụp chết bản thân. Tiếp đó lại thừa dịp đối phương kinh ngạc, chủ động hóa thành khí linh, kể từ đó mới tính là tìm được đường sống trong cõi chết.
Thật sự thì lão cũng không có biện pháp khác, con sói con trước mắt này căn bản là không có ý niệm thu nô bộc trong đầu. Thật sự quyết tâm muốn tiêu diệt chính mình, mà động tác của mình lúc đó chỉ cần là hơi do dự một chút, đoán chừng bây giờ đã thật sự chết rồi. Nhưng có thể từ bên trong tuyệt cảnh như thế tìm ra một con đường sống, để lòng lão tổ Kim Cương Tông cũng cảm thấy mỏi mệt, cảm thấy mình cũng thật sự sống quá không dễ dàng. Nghĩ tới đây, lão nhanh chóng thấp giọng đáp lại, nói rõ chi tiết, nói xong còn thi pháp giao ra một đám linh hồn bổn mạng của mình, đưa đến trước mặt Hứa Thanh, đây là tiêu chí nhận chủ. Hứa Thanh nghe xong, lướt qua linh hồn bổn mạng của lão tổ Kim Cương Tông, vừa nhìn về phía que sắt màu đen, sắc ý trong mắt khi thì bốc lên, khi thì hạ xuống. Lão tổ Kim Cương Tông ở một bên nhìn mà hãi hùng khiếp vía, nhanh chóng biểu đạt sự trung thành. Chủ tử, cái mạng nhỏ của ta không đáng tiền, hiện tại ta là khí linh, tuy rằng có thể trợ giúp pháp khí của chủ tử càng sắc bén và lại có khả năng phát triển vô hạn, bởi ta là khí linh có cấp bậc trúc cơ, trọng bảo dưới sự gia trì của ta sẽ càng hy hữu và ác liệt hơn. Tuy rằng trong tương lai ta còn có thể có rất nhiều tác dụng khác, nhưng chỉ cần chủ tử nói một câu cũng có thể tùy thời tiêu diệt ta. Chủ tử không cần vội diệt ta, trên thi thể của ta còn có một viên đan dược sắp thành hình, đây chính là một món đồ tốt, chủ tử ăn vào có thể tăng lên không ít tu vi. Còn có, chủ tử dưới mặt đất tông môn ta còn có một kho bảo khố, bên trong có một dạng trận pháp nỏ mà pháp chu ngọn núi thứ bảy thất huyết đồng chuyên môn sử dụng. Ta không có pháp chu cho nên không có cách nào sử dụng, lúc đầu ta vốn định tặng lễ. Còn có nữa nha, chủ tử, chúng ta phải đi nhanh lên, mấy ngày hôm trước ta đã mời tới một người bạn hữu, không xa biệt lắm là ngày mai sẽ tới rồi, mặt khác mấy ngày gần đây cũng sẽ có sứ giả bên Lưu Đồ Giáo đến đây. Lão tổ Kim Cương Tông rất rõ ràng, nếu như lựa chọn quỳ, liền nhất định phải quỳ triệt triệt để, làm chó thì phải chó trung thành tận tụy, chỉ có như thế mới có thể giữ mạng. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, phất tay thu hồi đám hồn bản lệnh của đối phương, cách không một trảo lấy túi trữ vật trên thi thể của lão tổ Kim Cương Tông, sau đó vừa muốn hủy thi diệt tích, lão tổ Kim Cương Tông vội vàng ngăn cản. Chủ tử, cái túi đựng đồ này chỉ là vật đánh lừa, không phải đồ thật. Trên người ta còn có một túi trữ vật khác, bị ta dùng một khối phù bảo che giấu. Hứa Thanh liếc mắt nhìn thật sâu về phía lão tổ Kim Cương Tông. Chương 253: Huyền U Cổ Hoàng. Dưới sự giúp vô cùng nhiệt tình của lão tổ Kim Cương Tông, Hứa Thanh đã tìm được một cái túi trữ vật cất giấu ở trên thi thể của lão. Vật này đã bị lão tổ Kim Cương Tông giấu ở bên trong máu thịt. Vật phẩm bên trong không nhiều, chỉ có 3 loại. Loại thứ nhất giống nhau, đều là linh phiếu, có giá trị 500 linh thạch. Loại thứ hai là một cái hộp ngọc thạch, hình như có tác dụng uẩn dưỡng đan dược. Có thể thấy bên trong có một khỏa đan dược màu tím đang được uẩn dưỡng. Loại thứ ba thì là 3 phần ngọc giản, phân biệt ghi chép công pháp Kim Cương Tông và công pháp tàn khuyết biến thành khí linh như lúc trước lão nói. Về phần túi trữ vật dùng để đánh lừa, bên trong đều là đồ vật lẫn lộn, giá trị lớn nhất cũng chỉ khoảng hơn 100 linh thạch. Hình như lo lắng Hứa Thanh không hài lòng, lão tổ Kim Cương Tông vội vàng ở một bên nhỏ giọng mở miệng giải thích thêm. Lần trước nhị điện hạ đòi bồi thường ác quá, cho nên bây giờ ta cũng không còn thừa nhiều lắm. Túi trữ vật trong tàn bảo cát lần trước ta cướp được cũng là đồ để đánh lừa. Hứa Thanh chậm rãi mở miệng hỏi. Túi trữ vật trong tàn bảo cát lần trước ta cướp được cũng là đồ để đánh lừa. Hứa Thanh chậm rãi mở miệng hỏi. Đúng vậy. Thân thể lão tổ Kim Cương Tông rung lên, thấp giọng nói. Hứa Thanh không nói chuyện, sau khi phá hủy thi thể lại đi tới phế tích sơn môn Kim Cương Tông tìm kiếm một phen. Ngay sau đó đã tìm được mật thất. Theo như lời lão tổ Kim Cương Tông nói, chỗ đó rất là vắng vẻ, cũng chỉ có một loại pháp khí trận nhỏ. Đích xác như lời lão tổ Kim Cương Tông nói, vật này là thứ chuyên môn dùng trên pháp chu, cần trận pháp đặc biệt mới có thể kích hoạt. Hứa Thanh đưa mắt nhìn qua liền thu hồi. Sau đó hắn lại vơ vét Kim Cương Tông một phen, nhưng nơi đây quá nghèo, trên người những đệ tử đã chết cũng không có vật gì có giá trị. Chỉ có trên người tông chủ và các trưởng lão thì hơi tốt hơn một chút. Chủ tử giết rất hay, mấy tên nghịch trò này dạo gần đây bọn họ đang âm thầm liên thủ, muốn thừa dịp ta bế quan chuẩn bị mưu phản tông môn. Ta cũng đã định qua một thời gian ngắn sẽ đích thân dọn dẹp lũ phản đồ này. Hứa Thanh không thèm để ý đến lão tổ Kim Cương Tông nói thiệt hay giả. Sau khi vơ vét một phen, thân ảnh hắn nhoáng một cái liền rời đi.
dần dần tan biến vào trong gió tuyết. Bầu trời màu đen bị vô số bông tuyết che phủ, từ trên trời rơi xuống, sau đó tản ra toàn bộ hồng nguyên. Đưa mắt nhìn qua thì thấy đại địa vốn dĩ màu đỏ đã tan biến mất, trở thành một màu trắng tinh. Gió càng rét thấu xương hơn, vòng quanh từng bông tuyết như muốn đưa cái rét lạnh vào tất cả ngóc ngách hẻo lánh của đại địa. Một mùa đông như thế này sẽ chết rất nhiều người. Hứa Thành kéo cổ áo sát lại, bay nhanh ở trên hoang dã. Hắn không có trở về doanh địa thập hoang dã, mà suốt đêm trên đường đi về phía thành trì ở biên giới Hồng Nguyên. Phải nhanh chóng quay về Thất Huyết Đồng, không thể ở lại bên này quá lâu. Hứa Thành nhẹ giọng mở miệng. Trong lúc nói, bên trong ánh mắt của hắn có quang mang âm u lóe lên, quét mắt qua que sắt màu đen ở trên túi da. Đối với việc lão tổ Kim Cương Tông hóa thành khí linh, Hứa Thành vẫn chưa nghĩ ra là có nên hoàn toàn diệt trừ lão hay không. Giờ phút này trong khi bay nhanh, đáy lòng của hắn vừa cân nhắc, vừa bình tĩnh mở miệng hỏi ý kiến lão ta về việc của Ly Đồ Giáo. Phát giác được cái mạng nhỏ của mình vẫn không có an toàn, đáy lòng của lão tổ Kim Cương Tông cảm thấy đáng chát, đồng thời cũng không dám có mảy may giấu giếm, thực báo hết thảy những gì lão biết cho Hứa Thanh. Ly Đồ Giáo là thế lực đầu sỏ ở bên trong Nam Hoàng Châu, giống như Thất Huyết Đồng, tử thổ cùng với chân linh, vả lại căn cơ cũng tương tự ở Đại Lục Vọng Cổ, một nhánh ở Nam Hoàng Châu này chỉ là phân giáo của nó. Căn cơ ở Vọng Cổ. Hứa Thanh liếc mắt nhìn lão tổ Kim Cương Tông, bây giờ hắn khá hiểu biết đối với thế lực ở trên Nam Hoàng Châu. Nhưng hiển nhiên không bằng lão tổ Kim Cương Tông, lão lại là tu sĩ trúc cơ thì dĩ nhiên càng hiểu biết nhiều thêm nữa. Nghe được một tia nghi ngờ trong lời nói của Hứa Thanh, lão tổ Kim Cương Tông lập tức cảm thấy đây là thời điểm để bày ra giá trị của mình, vì vậy nhanh chóng mở miệng. Chủ tử, bốn thế lực lớn của Nam Hoàng Châu ngoại trừ tử thổ là thế lực bản thổ chân chính. Căn cơ của ba thế lực khác đều không phải nằm ở Nam Hoàng Châu. Trong đó điển hình như Thất Huyết Đồng mà chủ tử đang gia nhập, bảy ngọn núi trong đó nhìn như nhất thể nhưng trên thực tế thì từng ngọn núi đều phần lớn tự trị. Chỉ bất quá đều nhận thức chung quy tắc của Thất Huyết Đồng, sau đó sống trong quy tắc bao phủ, ở chung với nhau nhiều năm rồi dần dần dung hợp lại với nhau mà thôi. Sở dĩ như vậy là bởi vì ngọn núi Thất Huyết Đồng trên thực tế chính là liên minh bảy tông môn của nhân tộc bên trong Đại Lục Vọng Cổ, bảy tông môn lớn nhất liên thủ xây dựng chi nhánh ở Nam Hoàng Châu. Những chi nhánh như vậy ở bên trong những hòn đảo có nhân tộc cư trú trên vô tận hải thì nơi nào cũng có, chỉ là Nam Hoàng Châu coi như là một trong những hòn đảo lớn nhất trong vô tận hải, cho nên chi nhánh nơi đây mới có thực lực cường hãn. Về phần chân lý, cái thế lực này cực kỳ thần bí, ta cũng không phải rất rõ ràng. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ lại, những chuyện này đều là lần đầu hắn nghe thấy. Đại Lục Vọng Cổ, liên minh bảy tông môn. Đại Lục Vọng Cổ quá lớn, chẳng qua nhân tộc ở bên trong có một chỗ cắm dùi mà thôi, có thể coi là như thế. Nhưng một chỗ cắm dùi này cũng cực kỳ rộng lớn, cụ thể rộng lớn bao nhiêu thì bởi vì ta không đi qua cho nên ta cũng không biết được. Nhưng ta nghe nói liên minh bảy tông môn cũng chỉ là một thế lực không tệ của nhân tộc bên trong khu vực gần biển mà thôi. Nhưng ta nghĩ so với toàn bộ nhân tộc mà nói, hẳn không phải là nằm trong một nhóm mạnh nhất. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tương đối mà thôi. Đối với hạng người nho nhỏ như chúng ta mà nói, một ngọn núi của Thất Huyết Đồng ở Nam Hoàng Châu cũng là một quái vật khổng lồ. Chương 254: Huyền U Cổ Hoàng. Nghe những lời mà lão tổ Kim Cương Tông nói, tâm thần Hứa Thanh như dấy lên sóng lớn, ngẩng đầu nhìn về thiên địa xa xa, hắn giống như là nhận thức nhiều hơn một phần đối với cái thế giới này. Nhưng Ly Đồ Giáo thì ta biết rõ, giáo phái này ở bên trong vô số tộc quần trên toàn bộ thế giới đều có tín đồ, thế lực cực kỳ đông đảo, tất cả đều bởi vì giáo lý. Lão tổ Kim Cương Tông tiếp tục mở miệng. Giáo lý của Ly Đồ Giáo là rời khỏi cái mảnh thế giới tàn khốc này. Bọn họ cuồng nhiệt, thờ phụng thần linh thời kỳ viễn cổ, trước lúc nửa khuôn mặt thần linh đến. Bọn họ tin tưởng một ngày nào đó, những chúa tể cổ hoàng đã rời khỏi kia, sẽ xây dựng sáng lập ra thánh địa, sau đó sẽ tiếp dẫn những giáo đồ là bọn họ rời đi. Mà sở dĩ chi nhánh của Ly Đồ Giáo rất nhiều, bởi vì ở bên trong cuốn ghi chép của bọn họ, ghi chép thời kỳ viễn cổ tổng cộng có 9 vị chúa tể cổ hoàng rời khỏi để sáng tạo ra thánh địa. Cho nên bản thân Ly Đồ Giáo cũng chia làm 9 phe phái lớn, thờ phụng các chúa tể cổ hoàng khác biệt trong thánh địa của mình.
giữa từng phe phái có vẻ đều không hợp với nhau, đều cho rằng chúa tể mình thờ phụng mới là chí tôn, mới thực sự có thể tiếp dẫn bọn họ đi cùng. Mà bên trong những chúa tể cổ hoàng vĩ đại kia không chỉ có nhân tộc mà còn có dị tộc. Đây cũng là lý do tại sao tín đồ của Ly Đồ giáo lại có thể trải rộng ra tất cả các tộc quần. Những lời này làm cho Hứa Thanh nghe xong mà chấn động tâm thần. Sau khi nhanh chóng tiêu hóa tin nhắn, hắn liền hỏi một câu: chúa tể cổ hoàng là dạng tồn tại gì? Lão tổ Kim Cương Tông sững sờ, vấn đề này chính lão cũng không biết. Nhưng lão không muốn trong lúc Hứa Thanh còn đang cân nhắc sinh tử của mình mà lại lộ ra mình ngu ngốc vô dụng. Vì vậy lập tức suy nghĩ nhớ lại, sau đó mở miệng: tiểu nhân không cách nào phỏng đoán cảnh giới của chúa tể cổ hoàng, nhưng ta đã từng gặp miêu tả bên trong một chút sách cổ. Người ta đã từng thống nhất đại lục vọng cổ, trấn áp vạn tộc tồn tại, được gọi là cổ hoàng. Mặt cường giả mặc dù không thống nhất vọng cổ, nhưng thực lực bản thân nghịch thiên, có thể đánh một trận với cổ hoàng, được gọi là chúa tể. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ mê mẩn, không nói gì. Mắt thấy Hứa Thanh như thế, lão tổ Kim Cương Tông nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế, lão không biết cách giải thích này thật hay là giả. Dẫu sao, phần lớn những sách cổ lão đọc đều là một loại. Vì vậy, lão nhanh chóng chuyển hướng chủ đề, tiếp tục giới thiệu về Ly Đồ giáo. Tồn tại cao nhất bên trong Ly Đồ giáo gọi là Tố Ti Mệnh. Theo truyền thuyết thì đây không phải là tu sĩ của phiến thế giới này, mà là tu sĩ đến từ thánh địa, mà lãnh tụ tinh thần của Ly Đồ giáo cực kỳ thần bí, mà đầu lĩnh của chính đại phe phái lại tự xưng hô là thánh đồ. Trong đó, một phái nằm ở Nam Hoàng Châu chỉ là một bộ phận chi nhánh của Huyền U phái mà thôi. Huyền U chủ phái chân chính thì đang ở đại lục vọng cổ, còn họ thờ phụng chính là cổ hoàng của nhân tộc Huyền U cổ hoàng. Trong sách cổ có ghi chép, trước khi nửa khuôn mặt thần linh phủ xuống, bên trong vô số kỷ nguyên có một kỷ nguyên gọi là kỷ nguyên Huyền U, do Huyền U cổ hoàng sáng lập, dẫn dắt nhân tộc, nhất thống vọng cổ. Nghe lời lão tổ Kim Cương Tông nói, những suy nghĩ trong đáy lòng Hứa Thanh như sóng dậy, một đường bay nhanh, cho đến khi bóng tối được ánh sáng mặt trời đầu tiên thay thế. Theo ánh bình minh xuất hiện trên bầu trời, phía xa xa, Hứa Thanh đã thấy được mục đích của chuyến này. Tòa thành này tràn ngập dơ giấy và bẩn thỉu, trên Hồng Nguyên chỉ có duy nhất một tòa thành có truyền thống trận. Sau khi đến nơi này, trong lòng Hứa Thanh đã biết quyết định xử lý như thế nào đối với lão tổ Kim Cương Tông. Viên đan dược của ngươi là đan dược gì? À, đó là một khỏa linh kình đan, phương pháp phục dụng đặc thù, không thể lập tức nuốt vào, cần uẩn dưỡng trong hộp ngọc 100 ngày đợi nó hòa tan. Bây giờ tính toán toán thì còn thiếu 3 ngày nữa là đủ. Lão tổ Kim Cương Tông đưa mắt nhìn tòa thành trì xa xa, vội vã mở miệng: ta thích im lặng. Hứa Thanh hỏi xong vấn đề đan dược, bỗng nhiên nói ra một câu như vậy. Lão tổ Kim Cương Tông rung lên một cái, vừa muốn truyền ra lời nói, một cổ trấn áp đến từ linh hồn bản mạng đột nhiên bao trùm đến, bao phủ que sắt màu đen, trực tiếp làm trọng thương khí linh như lão, sau đó phong ấn. Sau khi phong ấn một tầng, Hứa Thanh vẫn lo lắng, tăng thêm cường độ của tầng phong ấn, sau đó trấn áp từng tầng xuống, lúc này mới cảm thấy ổn thỏa. Dưới tầng tầng trấn áp, lão tổ Kim Cương Tông trong phong ấn cũng suy yếu tột cùng, gần như tiêu tán mà lâm vào ngủ say. Cuối cùng Hứa Thanh lựa chọn vẫn không giết chết lão tổ Kim Cương Tông, giá trị của khí linh để cho hắn quyết định giữ lão lại, hoàn thiện que sắt màu đen của mình. Nhưng mà trước khi có thêm thủ đoạn để đảm bảo, tu vi bản thân cũng chưa đột phá đạt tới trúc cơ, Hứa Thanh không có ý định để cho lão thức tỉnh. Đồng thời cũng đã làm xong chuẩn bị, một khi thấy lão không nghe lời, lập tức xóa đi. Sau khi làm xong những thứ này, hắn thở sâu. Bên trong cơn gió tuyết buổi sáng, lúc này hắn không có đi vào tòa thành trì phía trước, mà quay người nhoáng một cái, nhanh chóng bay về một cái phương hướng khác. Sở dĩ lúc ban đêm hắn mở miệng thì thào nói về thất huyết đồng là để cho lão tổ Kim Cương Tông nghe, mặc dù đối phương đã hóa thành khí linh, một đường lại vô cùng thành thật, trong ngôn từ cũng rất chân thành, nhưng Hứa Thanh sẽ không dễ dàng tin tưởng. Cho nên khi hắn hỏi câu về đan dược kia là để nghiệm chứng, mà nói quay về thất huyết đồng lại là mê hoặc. Nếu mà lão tổ Kim Cương Tông nói dối về phương diện đan dược, Hứa Thanh sẽ lập tức giết chết lão. Về phần cái sau, nếu như lão tổ Kim Cương Tông có một chút thủ đoạn đặc biệt để lộ ra tung tích của hắn, như vậy sau khi bị hôn mê cũng sẽ không cách nào hữu hiệu nữa. Bởi vì Hứa Thanh không có ý định quay về thất huyết đồng trong một khoảng thời gian ngắn. Trong gió tuyết, tốc độ Hứa Thanh càng nhanh hơn.
phi hành phù cũng đã được dùng trên người, một đường bay nhanh. Cho đến ban đêm của ngày hôm sau, rốt cuộc hắn đã tìm được một cái động đất để chui vào ẩn nấp. Sau khi rắc phấn độc khắp nơi ngoài cửa, lại tiến hành che giấu, lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, lấy ra hộp ngọc chứa đựng đan dược của lão tổ Kim Cương Tông. Sống hay chết, liền nhìn xem đan dược này có phải đúng như lời ngươi nói hay không. Hứa Thanh cúi đầu nhìn hộp ngọc để ở phía xa, lui ra phía sau vài bước rồi tỉ mỉ quan sát bốn phía, sau đó cách không chỉ một ngón tay. Hộp ngọc lập tức rặc rặc một tiếng, sau đó từ từ mở ra, một cổ mùi thuốc nồng đậm lập tức đập vào mặt hắn. Chương 255. 207. Trong hộp ngọc có một viên đan dược đang bị hòa tan, cùng với non nửa hộp là nước thuốc. Mùi thuốc lập tức tràn ra, bao phủ khắp cả cái độc đất. Hứa Thành không biết Linh Kình Đan là đan dược gì, nhưng hắn hiểu rõ về dược thảo. Sau khi ngửi qua một cái, suy nghĩ của hắn lập tức chuyển động, phân biệt ra thành từng phần trong đó: Bán Phong Hoa, Bách Thảo Diệp, Tô Hợp Tử, còn có Thanh Tương Hương, Lăng Tiêu Hà. Hứa Thanh thì thào, giơ tay phải lên như là bắt lấy một đám mùi hương, đưa vào trong mũi cẩn thận ngửi ngửi. Còn có Hải Kim Nê. Ánh mắt Hứa Thanh biến thành vẻ thâm thúy, nhìn về hộp ngọc cách đó không xa, đáy lòng bắt đầu phân tích. Thành phần đan dược này cực kỳ phức tạp, rất khó để có thể đoán ra toàn bộ thành phần dược thảo chỉ từ mùi hương bên trong của nó, chỉ có thể đoán ra được mấy vị chủ dược bên trong. Nhưng mà lấy tạo nghệ độc đạo và tri thức phối hợp dược thảo của hắn, hắn vẫn có thể cảm nhận được công hiệu đại khái của vật này chủ yếu là để bồi bổ. Dẫu sao vạn vật đều ẩn chứa linh năng nhất định, nhất là thực vật. Nguyên lý thuốc bổ trên thực tế chính là dùng phương thức đặc thù, lấy linh năng bên trong thảo dược chảy ra ngoài, sau đó hóa thành dược liệu mà tu sĩ có thể hấp thu tăng lên tu vi và lực lượng. Bên trong đan dược này còn có mấy vị thuốc, ẩn chứa một chút mùi máu tanh, không biết là vật gì. Tên của đan dược có một chữ kình, chẳng lẽ là máu của động vật trên biển. Hứa Thanh trầm ngâm, sau đó giơ tay phải lên cách không một trảo. Hộp ngọc lập tức bay tới, rơi vào trong tay của hắn. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng nếu chỉ là thúc giục cho nó tăng tốc hòa tan mà nói, ta vẫn có thể làm được. Hứa Thanh nheo mắt lại, lấy ra một chút thảo dược từ trong túi trữ vật. Sau khi suy tư một hồi, liền bắt đầu điều phối, gia nhập thêm dược thảo vào trong hộp ngọc. Thời gian trôi qua, mấy canh giờ sau, đêm tối phía ngoài lần nữa phủ xuống, gió tuyết hình như còn muốn lớn hơn so với ngày hôm qua, bao trùm đại địa, che lấp hết thảy dấu vết trên mặt đất, cũng hoàn toàn bao phủ cái động đất mà Hứa Thanh lựa chọn ẩn nấp này. Chỉ có tiếng gió nghẹn ngào nức nở là lớp tuyết phủ không cách nào hoàn toàn ngăn cản được, chúng nó vẫn mơ hồ truyền đến từ phía lối vào, vang vọng bên tai Hứa Thanh. Hắn mở mắt ra nhìn hộp ngọc trước mặt. Viên đan dược đã được hòa tan hơn phân nửa ở bên trong hộp ngọc đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này nó đã được dung hòa hoàn toàn, hóa thành một bộ phận nước thuốc mà dịch thể thuốc này có màu sắc rất là thanh khiết, thoạt nhìn rất là thanh tịnh. Mùi thuốc nồng đậm cũng biến thành thanh đạm. Nhìn qua hộp nước thuốc, Hứa Thành cầm lấy xong trực tiếp uống một hớp. Trong chớp mắt, khi nước thuốc theo yết hầu rơi vào trong bụng, một cỗ sóng nhiệt khó có thể hình dung nháy mắt liền từ trong cơ thể hắn ầm ầm tản ra. Cỗ sóng nhiệt này hóa thành sự so sánh khác biệt mãnh liệt cùng băng hàng bên ngoài. Giờ phút này cả người hắn tựa như nổ tung. Sóng nhiệt trực tiếp khuếch tán tới mỗi một đường kinh mạch trên toàn thân Hứa Thanh, càng hòa vào bên trong máu thịt. Toàn bộ cơ thể của hắn vào thời khắc này dường như đều đang hô hấp vậy. Chúng đang ra sức thu hấp linh năng ở bên trong chỗ nước thuốc. Thân thể Hứa Thanh chấn động, ánh mắt lộ ra ánh sáng kỳ lạ. Hắn cảm nhận được dược hiệu kinh người của viên thuốc này. Cũng đã tin ba phần lời của lão tổ Kim Cương Tông nói. Nhất là bản thân vốn có sức chống cự với độc, khiến cho giờ phút này hắn lại không hề chần chờ. Toàn lực vận hành hóa hải kinh, trong chốc lát, linh hải 97 trượng trong cơ thể từ khi hắn đột phá trên đảo Hải Tích và thời khắc này chợt bộc phát. Từ 97 trượng mở rộng đến 98 trượng. Vẫn không kết thúc, dưới sự cung cấp linh năng do đống nước thuốc biến thành, linh hải liên tục bình trướng. Ngay lập tức đã lên đến 99 cho đến 100 trượng. Ngay khi đạt tới 100 trượng, trong ánh mắt Hứa Thanh lập tức tuôn ra ánh sáng chói mắt, hô hấp của hắn có chút dồn dập.
Linh Hải 100 trường trực tiếp làm cho Hóa Hải Kinh của hắn đột phá, từ tầng thứ 9 tấn thăng đến tầng thứ 10, đạt đến cực hạn đối với tuyệt đại đa số đệ tử tu luyện Hóa Hải Kinh. Hóa Hải Kinh chia làm 10 tầng, mỗi một tầng đều có đủ loại biến hóa của linh năng, cũng có đủ loại khí tức trấn áp cường hãn của biển cấm. Uy lực và nội tình của nó đã vượt công pháp của những tiểu tông tiểu phái rất nhiều, có thể nói là một trong những công pháp của giai tầng bên trên. Đây cũng là lý do tại sao đệ tử của ngọn núi thứ 7 cường hãn. Nhưng nó cũng có cực hạn, một tầng tăng 10 trượng linh hải, 10 tầng là 100 trượng linh hải, đây là chỗ giới hạn của công pháp này, nhưng giới hạn này cũng không phải là cố định. Trên thực tế, thỉnh thoảng cũng vẫn sẽ có vài đệ tử có thể phá được cái giới hạn này, nâng linh hải lên tới trình độ càng dồi dào hơn. Chỉ là những người như vậy rất ít, coi như là có, thì phần lớn là tăng lên phạm vi 30 đến 50 trượng mà thôi. Nhưng cho dù là như thế, người nào có thể đột phá giới hạn cũng đã đều là hạng người nhân tài kiệt xuất. Mà Hứa Thanh lúc trước cũng đã phân tích qua, thứ hạn chế và hình thành giới hạn khi đệ tử tu hành Hóa Hải Kinh chính là dị chất. Khi tu sĩ hình thành dị chất trong cơ thể sẽ không ngừng gia tăng, tích lũy tháng ngày, cho dù có đang dược khu trừ, nhưng cũng là trị gọn không phải trị gốc. Năm rộng tháng dài vẫn sẽ có không ít dị chất thăm cân cố để tích góp tồn tại lại. Hứa Thanh phán đoán, dị chất tồn tại càng nhiều thì giới hạn của Hóa Hải Kinh lại càng kiên cố. Nhưng trong cơ thể hắn lại không hề có dị chất. Thứ ảnh hưởng phạm vi linh hải của ta không phải là dị chất, mà là cực hạn thừa nhận của bản thân ta. Tử mang lập lè trong mắt Hứa Thanh, hắn cảm thụ được thấy dược liệu trong hạ cơ thể mình giờ phút này vẫn còn đang bộc phát linh năng như trước. Đáy lòng cũng có chút giật mình với khỏa đan dược mà lão tổ Kim Cương Tông chuẩn bị này. Viên thuốc này nhất định là vật cực kỳ trân quý của lão tổ Kim Cương Tông. Hứa Thanh nghĩ tới đây, trong mắt cũng lộ ra một tia quyết đoán. Vô luận là khả năng nguy cơ tiếp theo của tông môn hay là khát vọng của bản thân, đều khiến cho hắn rất muốn biết linh hải của mình có thể đạt tới phạm vi bao nhiêu. Chương 256, 207. Hứa Thanh thở sâu, lại một lần nữa vận hành Hóa Hải Kinh, toàn lực hấp thu linh năng đến từ bên trong đan dược. Mà nhục thể của hắn đồng dạng như vậy, thậm chí hư ảnh của Bạc sau lưng và thời khắc này cũng đang biến ảo, toàn lực thổ nạp. Bên ngoài không nghe thấy được, nhưng giờ phút này trong đầu Hứa Thanh đang vang vọng những tiếng nổ vang, như là một luồng sóng lớn đang bộc phát ra ngoài vậy. Linh hải trong cơ thể hắn một cái chớp mắt lại một lần bành trướng. 101, 131, 161. Linh hải khuếch trương cực kỳ khủng bố. Theo thời gian trôi qua, sau khi đạt đến 230 trượng thì đã chậm rãi lại, nhưng cũng không kết thúc mà vẫn còn tiếp tục. Lần đột phá này vô cùng kinh người, khiến cho Hứa Thanh chỉ khoanh chân ngồi ở chỗ kia, nhưng trong thân thể hắn lại tản mát ra uy áp vô cùng mạnh, vượt qua ngày trước quá nhiều. Thậm chí còn tạo thành một vòng xoáy, khiến cho gió tuyết phía ngoài khi tới gần nơi đây đều trở nên vặn vẹo. Mà nếu cẩn thận nhìn phạm vi của khu vực vặn vẹo này thì nó tương tự như diện tích linh hải trong cơ thể Hứa Thanh vậy, đều là 230 trượng. Tiếp tục khuếch trương, 240 trượng, 250 trượng, 260 trượng. Theo linh hải bộc phát, dược tính trong cơ thể hắn rốt cuộc đã bắt đầu tiêu tán. Trong gió tuyết, hang động nơi xa của Hứa Thanh xuất hiện biến hóa kinh người, trong phạm vi hơn 200 trượng, vòi rồng quét ngang bát phương như là dị tượng. Cũng may nơi hắn lựa chọn không những là Hồng Nguyên, vả lại rất vắng vẻ, bốn phía không có bóng người, nhất là lúc này lại có gió tuyết cực lớn, cho nên một màn này chưa từng bị ai nhìn thấy. Căn cứ ghi chép trên Hóa Hải Kinh, từ xưa đến nay, một vị mạnh nhất của ngọn núi thứ 7 ở ngưng khí, linh hải đã đạt đến 270 trượng. Hứa Thanh mở mắt ra, hai tay bấm niệm pháp quyết, sau đó chợt phun lên hai bên. Dược tính đang dần dần tiêu tán trong cơ thể bị hắn toàn lực nghiền ép. Cũng trong lúc hắn bấm niệm pháp quyết, linh năng hỗn loạn và pha tạp đến từ bên trong hoang dã cũng điên cuồng tràn vào. Mặc dù linh năng bị pha tạp và hỗn loạn nên chỉ có thể hấp thu lại bộ phận rất ít, nhưng giờ phút này chúng vẫn có đủ tư cách để làm một thứ phụ trợ. Thế cho nên khi linh năng bốn phía tràn vào, một khắc, dược hiệu trong cơ thể hắn tăng tốc tản đi, linh hải trong cơ thể Hứa Thanh lại một lần nữa bộc phát. 263 trượng, 266 trượng, 269 trượng, cho đến 270 trượng. Toàn bộ động đất trực tiếp nổ vang, phạm vi 270 trượng cũng đồng loạt rung động lắc lư, gió tuyết tái diệt.
mặt đất trực tiếp nứt vỡ và sụp xuống, sau đó đổ sập tràn về bốn phía, lộ ra một cái hố thật sâu cùng với Hứa Thanh khoanh chân ngồi ở chỗ kia, chấn động linh năng kinh khủng lưu chuyển ở trên người của hắn. Gió tuyết bốn phía không dám tới gần chút nào, hư ảnh của Bạc ở phía sau hắn cũng đang ngửa mặt lên trời gào thét. Nhiệt lực trong cơ thể trở nên cuồng bạo hơn, rõ ràng cũng đang phát triển. Có thể thấy những khe hở trên người của Bạc trên càng nhiều thêm nữa, nham thạch nóng chảy bên trong cũng càng đỏ hơn, sóng khí nồng nhiệt quét ngang ra bốn phương, khiến cho gió tuyết chung quanh trực tiếp hóa thành nước mưa, lại nháy mắt bốc hơi trở thành sương trắng. Sau đó cuồn cuộn bốc ngược lên không trung, mơ hồ dường như sau lưng của Bạc còn xuất hiện hai cái mụn thịt, bên trong tựa như có một đôi cánh bằng thịt đang vùng vẫy muốn mọc ra. Hứa Thanh mở mắt ra, ánh sáng tím theo đó lập lòe, hắn cúi đầu nhìn xuống thân thể của mình, cảm thụ linh hải trong hạ thể một chút, một cổ khí tức khiến cho ngay cả chính bản thân hắn cũng phải kinh hãi, tinh linh tràn ngập trên người của hắn. Dần dần trong mắt hắn lộ ra tinh mang. Ngưng khí đại viên mãn. Hứa Thanh thì thào, hắn so sánh một chút với lão tổ Kim Cương Tông, sau khi phán đoán thì cảm thấy giờ phút này mình không cần một kích thần tính, chỉ cần phối hợp pháp thuật và thiên đao còn có dùng độc, cũng có thể trấn áp lão tổ Kim Cương Tông. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh giơ tay phải chỉ một ngón tay lên bầu trời, long kình biển cấm của hắn lập tức huyễn hóa biến thành xà cảnh long, sau đó chợt bành trướng ở cửa không trung, trực tiếp to đến 270 trượng. Hứa Thanh có chút hơi trầm ngâm, xà cảnh long liền nhanh chóng co rút lại hóa thành 100 trượng. Thứ bị áp xúc cùng còn có linh hải trong cơ thể của hắn, bởi vì đó là thói quen của Hứa Thanh, mũi nhọn chỉ lộ ra trong một nháy mắt khi hắn hoàn toàn bộc phát. Sau khi đã ngụy trang, Hứa Thanh đứng lên, trong mắt lộ ra tia sáng lăng lệ ác liệt, cũng có chờ mong thật sâu. Hắn cảm giác linh hải của mình vẫn như cũ, không có đạt đến cực hạn, hình như vẫn còn có chỗ trống để dung nạp thêm nữa. Có phải như thế hay không? Về sau liền biết. Thân thể Hứa Thanh hơi nhoáng một cái, nháy mắt một cái liền lao ra giống như bông lôi, rời xa khỏi nơi đây, đâm thẳng vào trong bóng đêm đi về phương xa. Hắn muốn đi tới một tòa thành trì khác, thông qua chỗ đó trở lại Thất Huyết Đồng. Hắn đã ra ngoài hơn một tháng, bây giờ cũng đã giải quyết xong tất cả, tu vi bản thân cũng đã tăng lên, cho nên hắn chuẩn bị trở về, nhìn xem sự tình phát sinh giữa Nhân Ngư tộc và Tam Điện Hạ đã gió êm sóng lặng hay chưa. Cứ như vậy, Hứa Thanh một đường dùng phi hành phù bay nhanh. 3 ngày sau, cuối cùng hắn đã tới được mục đích, đó là phân thành của Thất Huyết Đồng ở ngoài Hồng Nguyên. Sau khi bước vào nơi đây, hắn cũng không dừng lại mà đi thẳng đến truyền tống trận. Đến nơi đặt truyền tống trận, Hứa Thanh nộp phí tổn. Sau khi bước vào, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Nguyên xa xa, đáy lòng thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Thời gian lâu như vậy, Hứa Thanh rốt cuộc đã nhổ được cây kim đâm vào trong lòng mình. Mặc dù kết cục của lão tổ Kim Cương Tâm không phải là tử vong, nhưng kết cục như bây giờ, Hứa Thanh cảm thấy cũng có thể tiếp nhận. Tiếp đến, nếu như hết thảy tông môn đều bình thường, như vậy cảm thấy mình thật sự có thể có cảm giác ngủ ngon một giấc. Hứa Thanh nói nhẹ trong lòng, truyền tống trận truyền đến từ tia sáng lập lè, ánh sáng như biển cả từ bốn phương bỗng nhiên bao trùm về phía hắn, thân ảnh của hắn ngay lập tức bị dìm ngập ở bên trong. Một lát sau, theo đám ánh sáng như biển cả bất biến, đã không còn thấy bóng dáng của Hứa Thanh trong truyền tống trận. Gió tuyết vẫn rơi từ trên bầu trời xuống như cũ, từng đợt bao phủ đại địa bên dưới, hóa cả mặt đất thành một màn giấy trắng, lộ ra một cảm giác thanh thản, rất sạch sẽ. Giá lạnh vẫn ngập tràn bát phương như trước, xâm nhập từng tấc đất trên hoang dã, sau đó hóa thành sát cơ, lộ ra một cảm giác vô tình, rất tàn khốc. Chương 257: Thiếu niên câm. Chủ thành Thất Huyết Đồng, bên trong khu vực gần biển, gió mùa đông mang theo cảm giác âm nhu quét khắp mỗi một chỗ hẻo lánh trên đường. Khác với sự giá lạnh của khu vực Hồng Nguyên, cảm giác âm nhu ẩm ướt khiến người ta ngay từ đầu khó có thể phát hiện ra, cho đến khi nó được rót vào tận bên trong mới dần dần từ bên trong tỏa sự băng hàn ra ngoài, sau đó mới có thể cảm thụ được cái lạnh của nơi này. Mà lúc đó người ta muốn chống đỡ cũng đã không còn kịp nữa rồi, giống như đệ tử dưới núi của Thất Huyết Đồng vậy, giữ gương mặt mỉm cười luôn ẩn giấu sự hung tàn, cũng như là trong bông có kim.
Cái này cũng là nét đặc biệt của ngọn núi thứ bảy. Dường như mỗi đệ tử của ngọn núi thứ bảy đều có một chút thiên phú ở trong phương diện này. Bọn họ rất giỏi về che giấu. Bọn họ có thể không cần những cái tôn nghiêm hư nhược gì đó. Bọn họ sẽ luôn lấy lợi ích làm tiêu chuẩn cao nhất. Điểm này thì Hứa Thanh cảm thụ rất sâu sắc. Dù bây giờ cũng coi như là hắn đã dung nhập vào trong hoàn cảnh của chủ thành Thất Huyết Đồng, vả lại theo tu vi của hắn đề cao, dựa vào thủ đoạn tàn nhẫn khiến cho bản thân có thể đứng vững bước chân ở trong Thất Huyết Đồng, nguy hiểm gặp phải cũng đã giảm bớt, cũng đã lấy được thành danh. Nhưng sự cẩn thận và cảnh giác của hắn thủy chung chưa từng giảm bớt một chút nào, bởi vì Hứa Thanh rất rõ ràng, trong hàng đệ tử ngưng khí của ngọn núi thứ bảy, tu sĩ cấp thấp tương tàn lẫn nhau thì thường thường sẽ có dấu vết mà để lần theo. Nhưng mà tu sĩ đẳng cấp cao ở nơi đây, nhất là người đã đến ngưng khí tầng 9, tầng 10, phần lớn tâm cơ đều rất thâm trầm. Bọn họ giỏi về ngụy trang, càng giỏi về ẩn nhẫn, như những con độc xà ẩn núp trong bóng tối. Một khi bọn họ để mắt tới, nhiều khi đã tử vong rồi còn không biết được địch nhân chính là ai. Trên thực tế, không chỉ những người này như thế, những tu sĩ trúc cơ cũng tương tự như vậy. Bọn họ cũng một đường vùng vẫy bò lên từ bên trong chủ thành, một đường đột phá lên tới trúc cơ. Ở phương diện này thì dĩ nhiên bọn họ càng thêm am hiểu hơn nhiều. Giống như Tam Điện Hạ, giờ phút này Hứa Thanh đang đi lại ở bên trong chủ thành Thất Huyết Đồng. Biểu cảm của hắn nhìn như bình tĩnh, nhưng đáy lòng tràn đầy cảnh giác, thậm chí còn chưa biến trở về bộ dáng nguyên bản. Hắn đã hành tẩu ở bên trong chủ thành hơn nửa ngày rồi. Nơi hắn đi phần lớn là chỗ có khá nhiều người. Hắn không ngừng lưu ý bốn phía, cũng không ngừng lắng nghe toàn bộ những gì bọn họ nói. Hắn đang tìm kiếm một chút dấu vết có khả năng để lại, nghiệm chứng xem việc giữa Tam Điện Hạ và nhân ngư tộc có phải đã thật sự gió êm sóng lặng rồi hay không. Mà hắn cực kỳ kiên trì tới việc quan sát thế này, đi từ ban ngày tới tận đêm tối. Lúc màn đêm phủ xuống, Hứa Thanh cũng không biến trở về hình dạng nguyên bản của mình. Thậm chí lần này hắn trở về cũng không dùng lệnh bài thân phận, mà dùng ngọc giản không ký danh để đi vào. Ngọc giản không ký danh của Thất Huyết Đồng đã tạo thành một cái sở xích sản nghiệp. Người có nhu cầu với cái này cũng không ít, đã trở thành lựa chọn đầu tiên cho những tên tội phạm truy nã và những người không tiện lộ ra thân phận. Chỉ là giá cả của nó cực kỳ đắt đỏ, nhưng chỗ tốt tương ứng cũng rất lớn. Thứ hấp dẫn người ta nhất đó chính là sự kín đáo. Thất Huyết Đồng thì nhắm một mắt, mở một mắt với cái này, mặc dù thỉnh thoảng sẽ điều tra, nhưng đa số thời gian đều không để ý tới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người không đụng chạm gì tới quy tắc và điểm mấu chốt của Thất Huyết Đồng. Hứa Thanh giết tội phạm truy nã quá nhiều, gặp giảng như vậy trên người hắn cũng có một số, cho nên vào ban đêm hắn liền tìm một cái khách sạn còn mở rồi đi vào ở. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, rất nhanh đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, Hứa Thanh đã dò xét rất nhiều, dùng từng phương thức khác nhau để hiểu rõ, thậm chí còn hao phí một chút linh tệ để mua một chút tình báo về Thất Huyết Đồng, nhưng vẫn không tìm thấy một dấu vết nào ở bên trong. Hình như sau sự việc nhân ngư tộc thì không hề có phần tiếp theo sau, mà chỗ Tam Điền Hạ cũng thật sự không truy cứu gì cả. Đồng thời, trong khoảng thời gian này, chuyện mà đệ tử Thất Huyết Đồng nghị luận nhiều nhất là trận thi đấu của ngọn núi thứ bảy. Chuyện này là chuyện mà Hứa Thanh nghe nhiều, thấy nhiều nhất trong 3 ngày qua. Trong tình báo mua được cũng phần lớn là thông tin về lần thi đấu này. Dường như lực chú ý của tất cả các đệ tử bên trong Thất Huyết Đồng bây giờ đều đã đặt vào trên sự kiện này. Điểm này cũng làm Hứa Thanh suy tư, sau đó trong ánh mắt hắn liền lộ ra vẻ thâm thúy. Trận thi đấu 30 năm một lần của ngọn núi thứ bảy ở Thất Huyết Đồng rất là đặc thù. Chiến trường thường được chọn là một khu vực bên ngoài, quá trình diễn ra lại cực kỳ máu tanh và tàn khốc. Tựa như 30 năm trước, nơi được chọn chính là đảo của nhân ngư tộc. Sau khi tiến hành một trận thi đấu trấn áp ở đó, nhân ngư tộc đã trở thành minh hữu của nhân tộc. Còn mục tiêu lần này cũng đã được định xong, là chỗ của một dị tộc nhỏ ở trên quần đảo Tây Sang. Dị tộc này tên là Linh Bắc tộc. Phần lớn tộc nhân đều rất hung tàn khát máu, vả lại toàn bộ tộc đều là hải tặc. Phía sau dựa vào rất nhiều dị tộc lớn khác, cung cấp tài nguyên để đổi lấy che chở của bọn họ, đồng thời cũng hoạt động rất mạnh ở trên biển cấm. Bọn chúng cũng có uy hiếp rất lớn đối với những thuyền buôn hay đi lại trên biển cấm, nhất là thuyền buôn của Thất Huyết Đồng, gần đây đã bị bọn chúng cướp đi một số. Chuyện này dẫn tới sự tức giận của Thất Huyết Đồng, cho nên mặc dù đối phương đã đưa hàng trả lại rất nhanh, nhưng vừa hay gặp phải lần thi đấu 30 năm một lần của ngọn núi thứ bảy. Vì vậy, vị trí thi đấu lần này liền được an bài ở trên đảo Linh Bắc này.
Việc này đưa tới sự chú ý cực lớn của mọi người ở bên trong thất huyết đồng, nhất là đệ tử ngọn núi thứ bảy. Ai cũng đều xoa tay soàn soạt, toàn bộ người có đủ tư cách tham dự đều đang ra sức chuẩn bị. Trong khoảng thời gian ngắn, giá tài nguyên tu hành ở bến cảng cũng trực tiếp tăng lên 2 thành. Vả lại, tư cách và quy tắc tham dự cũng đã được tông môn tuyên bố. Ngọn núi thứ bảy có tổng cộng 13 ti, từng ti sẽ tuyển ra chừng 400 người, hình thành một đội ngũ tu sĩ hơn 5.000 người. Với tư cách là người tham gia thi đấu lần này, đối với 13 ti mà nói, chọn ra 400 người cũng khó khăn không nhỏ, không phải bởi vì vấn đề nhân số. Trên thực tế thì số lượng đệ tử của từng ti đều rất nhiều. Ti lớn thì trọn vẹn mấy nghìn người, ti nhỏ nhất cũng gần 1.000 người. Khó khăn gia tăng là bởi vì có quá nhiều người muốn tham dự. Căn bản là bởi vì ban thưởng của trận thi đấu này phong phú dị thường. Quy tắc là mỗi khi giết một tu sĩ linh bắc đều sẽ thu được 1.000 điểm cống hiến. Mà đây chỉ là căn bản, giết địch nhân có tu vi càng cao thì ban thưởng càng nhiều. Lệnh bài thân phận sẽ tự động ghi chép các lần giết chóc này, đợi sau khi thi đấu kết thúc sẽ thống nhất ban thưởng. Một khoản tài phú lớn như vậy đủ để cho rất nhiều đệ tử đang vùng vẫy trên vấn đề tài nguyên tu hành đỏ mắt. Mà thứ khiến cho người khác điên cuồng và hít sâu là ban thưởng cho người xếp đầu trong lần thi đấu lần này, thân phận đệ tử Hạch Tâm. Chương 258: Thiếu niên câm. Đối với vô số đệ tử dưới núi còn ngọn núi thứ bảy mà nói, từng vị đệ tử Hạch Tâm mang mặc đạo bào màu tím nhạt đều giống như là thần tử cao cao tại thượng vậy, thân phận cao quý đến cực hạn. Theo như lời đội trưởng lúc trước đã nói, đệ tử dưới núi chết 100, tông môn cũng sẽ không để trong lòng, nhưng mà đệ tử Hạch Tâm chết 1 người cũng đều là chuyện lớn. Cho nên, đệ tử của từng ti đều trở nên điên cuồng, cũng có thể hiểu được. Nhưng Hứa Thanh không có khát vọng gì đối với thân phận đệ tử Hạch Tâm. Nếu như là lúc vừa mới đến thất huyết đồng, thân phận đệ tử Hạch Tâm còn có đủ hấp dẫn với hắn. Nhưng bây giờ tu vi của hắn đã đạt đến ngưng khí đại viên mãn. Đối với Hứa Thanh mà nói, mau chóng đột phá trở thành trúc cơ mới là lựa chọn đầu tiên của hắn. Mặt khác, Hứa Thanh cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như vậy. Lựa chọn địa điểm thi đấu ở Linh Bắc Tộc giống như là đang mê hoặc người bên ngoài vậy. Liên tưởng tới phân tích lúc trước của hắn, đáy lòng Hứa Thanh cảm thấy chiến trường chân chính có lẽ chính là Nhân Ngư Tộc. Mang theo ý nghĩ như vậy, trong khi đệ tử khác đang toàn lực tranh thủ tư cách và chuẩn bị để tham gia, Hứa Thanh lại cẩn thận quan sát thêm mấy ngày. Sau khi xác định trong tông môn hoàn toàn không có chuyện tiếp theo sau về Nhân Ngư Tộc, bên Tam Điện Hạ cũng là như thế. Hứa Thanh dứt khoát đổi lại về thân phận của mình. Sau khi lại cảnh giác thêm vài ngày, đáy lòng cũng đã ổn định lại. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì vào lúc này Hứa Thanh không muốn chạy trốn khỏi thất huyết đồng, bởi vì hắn đã cách trúc cơ không xa. Hắn rất muốn đạt được cái quyền lợi mỗi tháng sẽ được 5.000 lên thạch sau khi trở thành trúc cơ. Bây giờ nếu như tất cả đều như bình thường, Hứa Thanh cũng chỉ cần mang theo cảnh giác trong sinh hoạt như thường ngày. Cũng là mấy ngày sau, hắn nhận được thông báo của đội trưởng. Ban thưởng lần 2 của lần hành động tiêu diệt Dạ Cư lần trước đã được đưa ra rồi. Hắn được bổ nhiệm làm đội phó của bộ huyền đội 6 của bộ hung ti. Tiền lương cũng theo cái này mà tăng lên, từ mỗi tháng được 3.000 điểm cống hiến biến thành mỗi tháng 6.000 điểm cống hiến. Hứa Thanh, chuyện này ngươi phải hết sức cảm tạ ta đấy. Nếu không phải ta toàn lực tranh thủ cho ngươi thì làm sao ngươi có thể có được ngày cân nhắc như hôm nay. Bên trong bộ hung ti, đội trưởng ngồi ở một bên vừa ăn táo vừa cười nhìn Hứa Thanh. Ánh mắt của y quan sát từ trên xuống dưới, hiển nhiên là đã nhận ra chấn động tu vi của Hứa Thanh. Nhưng nụ cười vẫn không đổi như trước, rất say mê ăn quả táo trong tay. Cảm ơn đội trưởng. Hứa Thanh nghe vậy lộ ra một nụ cười. Từ lúc đi đến thất huyết đồng cho đến bây giờ, hắn cũng miễn cưỡng học xong cách khống chế một chút biểu cảm, chỉ là vẫn có chút thoáng mất tự nhiên. Cho nên ngươi không được quên rằng ngươi đang nợ ta 1.000 linh thạch. Đội trưởng vui vẻ nói, nụ cười Hứa Thanh lập tức trì trệ lại. Là 100 linh thạch, ta cũng đã trả cho ngươi rồi. Hả? Trả rồi sao? Ai nha, trí nhớ của ta cũng quá kém. Ta nhớ lại rồi, ngươi đã trả ta 100 linh thạch. Được rồi, ngươi còn thiếu nợ ta 900 được chưa? Đội trưởng vỗ vỗ trán một cái, thở dài, mắt thấy sắc mặt Hứa Thanh hình như mất tự nhiên, thậm chí tay phải cũng theo bản năng đặt ở túi da bên người, y lập tức trừng mắt nhìn. Hứa Thanh, lần thi đấu này ngươi có đi hay không? Hứa Thanh không nói chuyện. Hứa Thanh, ta bí mật nói cho ngươi biết,
lấy hiểu biết của ta đối với tập tính của tông môn, lần thi đấu này đại khái khả năng không phải ở Linh Bắc tộc. Thần sắc đội trưởng có chút phấn khởi, ngồi xổm ở nơi ghế, lấy ra hai quả quýt, sau khi ném cho Hứa Thanh một quả, liền vừa bóc vừa mở miệng. Hứa Thanh nhận quả quýt, nhìn về phía đội trưởng. Ta đoán chừng hẳn là một hòn đảo ngoại tộc lớn hơn rất nhiều, vả lại cái ngoại tộc này nhất định là rất béo, cho nên tông môn mới phải thả sương mù ra để mê hoặc người bên ngoài. Dạo gần đây ta quan sát những người nổi danh nham hiểm ở bên trong những ty khác, phát hiện bọn họ đều đã lén lút báo danh rồi. Đội trưởng càng nói càng là hưng phấn, ánh mắt bắt đầu sáng lên. Trên thực tế, gần đây những tên nham hiểm này đã tích lũy đầy đủ linh thạch để mua trúc cơ đan, tùy thời có thể đột phá lên trúc cơ, nhưng lại áp chế tu vi mà không đột phá, hiển nhiên đều đang đợi cơ hội lần này. Bọn họ đều có mũi thính như chó, khứu giác cực kỳ nhạy cảm. Người nghĩ bọn họ dám bỏ qua mấy tháng tiền lời sau khi đột phá trúc cơ để làm như thế? Vậy thì tự nhiên có toan tính càng lớn hơn. Cho nên trận thi đấu lần này hẳn là một cơ hội tuyệt hảo để tranh đoạt tài nguyên tu hành. Nên biết rằng lần thi đấu 30 năm trước kia đã khiến rất nhiều người bởi vậy mà phát tài lớn. Đại tài đó nha. Nghe nói mụ nương nhị điện hạ kia chính là quật khởi như vậy đấy. Theo một ít trưởng lão nói thì tài phú nàng vơ vét khiến cho một ít trưởng lão cũng phải đỏ mắt. Riêng trúc cơ đan hình như cũng đã đoạt được 8 viên. Mặt khác, bên trong tông môn có rất nhiều người tu di đã đến bình cảnh, nhưng linh thạch không đủ. Dạo gần đây, từng người tự hồ đều đã đỏ mắt lên hết rồi. Toàn bộ đều nhìn chằm chằm vào lần thi đấu này để tích lũy linh thạch. Một cái cơ hội phát tài lớn như vậy, người không đi sao? Đội trưởng nhìn Hứa Thanh trên mặt lộ ra vui vẻ. Hứa Thanh nghe vậy vẫn không nói chuyện như trước. Đối với địa điểm thi đấu thì phán đoán của hắn nhất trí với đội trưởng, và lại đáy lòng của hắn cũng đã đại khái đoán được chiến trường cuối cùng ở nơi nào. Cho nên lần này ngươi nhất định phải đi phát tài đó nha, làm một chiến là đủ để trúc cơ rồi. Còn có, trong đội có một người mới tới, ta đã gọi người tới cho ngươi nhìn một chút. Đội trưởng nói xong, xuất ra lệnh bài truyền âm một phen. Thời gian không lâu, ngoài gian phòng mà đội trưởng và Hứa Thanh đang ngồi truyền ra tiếng bước chân rất nhỏ. Rất nhanh, cửa phòng bị mở ra, lộ ra thân ảnh của một thiếu niên đứng ở bên ngoài. Tóc của thiếu niên này có chút tán loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút trắng bệch. Mặc dù đạo bào màu xám nhưng cũng có chút căng phòng. Dưới đạo bào còn thình lình mặc một bộ áo bằng da chó màu đen. Điểm làm cho người ta chú ý nhất chính là đôi mắt của thiếu niên này. Ánh mắt của y mang theo vẻ lăng lệ ác liệt và hung tàn, dường như đứng ở nơi đó không phải một con người mà là một con sói hung mãnh. Sát khí trên người thiếu niên này rất nặng, dường như tùy thời có thể bộc phát ra thôn phệ địch nhân. Theo cửa phòng mở ra, người thiếu niên này lập tức nhìn vào đội trưởng và Hứa Thanh trong phòng, nhếch miệng cười một cái, trong miệng không hề có đầu lưỡi. Người thiếu niên này là một người câm, chỉ là theo ánh mắt Hứa Thanh chiếu tới, nụ cười của người thiếu niên câm này đột nhiên đình trệ lại, ánh mắt chợt trợn to, nhìn bóng dáng Hứa Thanh trên ghế rồi thần sắc đại biến, tựa như nhìn thấy tồn tại để cho y phải sợ hãi đến cực hạn. Thân thể kia chợt run rẩy, hô hấp vô cùng gấp gáp, giống như phàm nhân gặp mặt thần linh vậy. Thân thể không cách nào khống chế sự run rẩy kịch liệt. Một màn này khiến cho gian phòng lập tức trở thành một mảnh tĩnh mịch. Hết tập 30. Cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe.